Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã đi. Sao không vậy? Toàn là mình chào không ta? Tụi nó không chào chứ ta. Thì ok, bây giờ là tối rồi mọi người. Bữa nay cái máy lạnh bên đây nè mọi người nó bị hư, cho nên là tụi nó không có ngủ bên đây. Nó dồn vô phòng bển ngủ hết trơn rồi. Mình thì nãy giờ mình ngủ rồi, cái mình kiểu như mình ngủ sớm không quen á, mình ngủ không được. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bển, mình làm một cái màn cho. Màn cho này lúc trước mình cũng có làm rồi, nhưng mà bây giờ tại nhiều bạn yêu cầu làm lại quá, cho nên mình sẽ làm lại một lần nữa nha mọi người. Nếu như mọi người muốn biết cái màn cho như thế nào thì xem hết video sẽ biết nha mọi người. Ok. Ê! Làm gì vậy? Gì vậy? Cái gì? Gì vậy? Ngủ đi, tối là gì vậy ông nội? Tối đừng giỡn, ngủ đi. Gì vậy? Gì vậy? Mày đi đâu? Gì vậy? Đi quá. Không biết rồi á. A few moments later. Sợ mày.
A few moments later. Bước lông không nổi.
mở cửa ra ông bự với màu đen màu đồ rồi ông lỡ cầm bố chặt. Mày nằm mơ mà mày khùng á. Ngủ đó. Sợ ngủ đi để cho người ta ngủ. Mày ngủ đi mày cứ la hoài nha. Cứ bị gì á? Chó nó bị gì vậy? Không, ngủ thế gì á? Không biết gì hết. Tối là hoài. Rồi ạ. Cho ta đáp với coi. Nào để nước cái gì hả? Nước mày làm sao con khùng. A few moments later. Rồi, tới rồi. Đừng. Ông lại à? Đừng. Ngủ đi.
Mày nói vậy tao làm mấy bữa làm vậy? Năm đem quen đấy. Tao quen lấy có trai. Chứ tới ba này nữa rồi. Tắt đèn vậy ngủ dẻo. Thôi để đi em sợ. Mẹ dạo. Dạ. Mấy giờ nữa đèn? Ờ. Làm chung tắt thì anh đi về phê chung tắt. Chị ở đây. Má tắt đèn tao sợ vậy. Nhỏ mà. Sợ cái gì mà sợ? An tắn mà tính lâu sợ cái gì? A few moments later. Ngủ với nhau quá chạy. Gì nữa trời. Ngon chưa? Không có gì cả. Bị gì nhả? Có bị gì kìa? Tao buồn chút xíu mà tao làm mỹ. Tao giả tướng với anh kìa. Bị gì kìa? Không quay cái trời. Ngủ với trời hả trời. Tụ anh đi. Bị gì vậy? Ghê cho kìa. Nha. Dạ. Đi lại đẳng ngồi anh bị gì kì. Rồi. Dạ. Bị gì vậy? Dạ. 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 Cũng gì có gì đâu, mày sợ đi nghe nhá. Bị gì chạy? Bị gì? Mày mới bị gì á? Kêu dễ tỉnh vậy thôi. Nhai. Cũng gì á? Buông cái cối làm cái gì mà?
Trời ơi là trời. Ủa gì bây giờ? Ủa gây lắm cửa. Ơ người bị giỡn, giỡn tốt ngày sáng đêm vậy. Có dịch mệnh như vậy? Chị trai. Cái gì đóng cửa kiểu ép dịch mệnh? Cái cửa vậy phải rộng cái cửa đi làm sợ. Mày đi ra ngoài, mày ra ngoài ngủ không đi. Mày đi ra ngoài ngủ không đi, mày nghĩ sự. Mày nghĩ. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Xin kết thúc cái video này tại đây nha mọi người. Giờ tối rồi, giờ mình phải ngủ mới được. Quá trời buồn ngủ rồi mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, bấm like đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.